Chào mọi người nha, mình đang ở trên đường 30 tháng 4, thành phố Mỹ Tho. Cái khu vực này là cái khu vực đậu xe của các đoàn tham quan du lịch đó mọi người. Phía trước này người ta bán vé tham quan bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho mọi người. Các địa điểm mà tham quan vùng miền Tây sông nước ở Mỹ Tho thì sẽ tập trung ở cái khu vực đường 30 tháng 4 này nha mọi người. Ở đây thì mọi người thấy là có rất là nhiều xe của đoàn khách du lịch đó mọi người. Mình thấy xe 50 chỗ cũng có nè, xe 16 chỗ cũng có nè, xe 4 chỗ cũng có, rất là nhiều luôn. Đây có một bãi gửi xe ở đây. Đây chỉ là một trong những bãi gửi xe ở cái khu vực đường 30 tháng 4 này nha mọi người. Còn xung quanh đây thì người ta đậu xe phía ngoài đường cũng rất là nhiều, và đậu xe khu vực cảng du thuyền Mỹ Tho cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình làm clip này á là để nói cho mọi người biết là cái khu vực mà tập trung nhiều công ty du lịch, tập trung cái nhiều điểm bán vé du lịch nhất ở Mỹ Tho, nó nằm ở đường 30 tháng 4 của thành phố Mỹ Tho nha mọi người. Đây là mọi người thấy cái bến xe, cái bãi gửi xe của khu vực bến tàu Mỹ Tho nha mọi người. Đây là một bãi gửi xe nha, mọi người thấy khách ra vô nè, và mình sẽ chạy con đường này. Bên trong này á là điểm bán vé du lịch miền Tây. Mình thấy cái con đường 30 tháng 4 này nó rất là ngắn nha mọi người. Mọi người chạy khoảng tầm 5 phút à, chưa tới 5 phút là hết à. Nhưng mà ở đây có nhiều công ty du lịch đó mọi người. Nè mọi người thấy xe của khách tham quan du lịch nè, rất là đông luôn. Mình thấy rất là đông luôn. Và bên cạnh đó thì có các nhà hàng rồi quán cà phê để phục vụ cho khách du lịch đó mọi người, cũng đầy đủ luôn. Ở đây nè có trung tâm phát triển du lịch bán vé, chương trình tham quan du lịch nè, tham quan ở các cồn nè, điểm bán vé mà tham quan miệt vườn sinh thái rồi mọi người, rồi cho thuê bãi đậu xe nữa nè. Ở đây có hoa viên coffee and food nè, nói chung là quán ăn và quán cà phê bánh rồi mọi người, có cà phê nè, bán bánh rồi nè. Và ở đường 30 tháng 4 á, đặc điểm là nó đặc điểm là thu hút được nhiều người á, nó là cảng du thuyền Mỹ Tho. Ở chỗ này thì bán vé tham quan cảng du thuyền Mỹ Tho mọi người. Và ngoài việc bán vé tham quan cảng du thuyền Mỹ Tho thì trên đường 30 tháng 4 này á có nhiều công ty du lịch bán các vé tham quan các cồn nè, giống như bán vé tham quan cồn Phụng nè, bán vé tham quan các cồn khác, rồi bán vé tham quan du lịch miệt vườn sinh thái nữa nè, rồi khách nước ngoài cũng có thể tham quan chợ đêm Mỹ Tho nè, nhà hàng tiệc cưới Trương Dương ở đây nữa. Nói chung là ở con đường 30 tháng 4 này á, mọi người sẽ thấy tập trung nhiều điểm bán vé tham quan du lịch ở Tiền Giang. Mà mình thấy cái chỗ mà tập trung nhiều nhất, lớn nhất là cảng du thuyền Mỹ Tho nha. Nói chung là ai muốn du lịch về sinh thái miệt vườn á, thì bạn có thể tới đường 30 tháng 4 để mua vé tham quan đi theo tour á mọi người. Còn nếu như mọi người muốn đi phượt á, thì dễ thôi. Mọi người có ai bạn bè ở Tiền Giang á, thì mình lấy xe máy mình đi. Mình sẽ băng qua bên trên đường nha. Mình lấy xe máy mình đi chạy vòng vòng miệt vườn Tiền Giang. Ở khu miệt vườn ở Tiền Giang á, thì Tiền Giang thì có hai cái có ba cái khu miệt vườn chủ yếu nha. Miệt vườn cây lậy, miệt vườn cây bè, miệt vườn Vĩnh Kim. Ba khu này là tập trung nhiều vựa trái cây nhất đó mọi người, nhiều vùng trái cây nhất luôn. Nói chung là trái cây ở Việt Nam mình thì ở Tiền Giang là tập trung nhiều nhất. Nhưng mà mình thấy ở Tiền Giang thì có cái ba cái huyện mà trồng nhiều trái cây và tập trung nhiều miệt vườn trái cây nhất, đó là cây bè, Vĩnh Kim với lại cây lậy nha mọi người. Ở đây mình chạy ngang tỉnh ủy Mỹ Tho. Ở đây là cấm quay phim chụp hình. Nói chung là mình quay ngoài đường thôi nha mọi người.
chứ mà còn quay chỉ máy quay vô tỉnh ủy Mỹ Tho là cái khu vực mà cấm quay phim chụp hình. Cho nên nãy như nãy mình chạy ngang cái chốt công an á, cái chốt bảo vệ thì cũng có công an đứng canh ở ngoài á, nói chung là cũng sợ mấy ổng mắc vô, tại vì nhiều khu vực quân sự nè, nhiều khu vực chính trị á mọi người, không có được quay phim chụp hình đâu. Mà nói chung là mấy cái vụ mà quay phim chụp hình này thì ở Việt Nam á mình thì cũng không có gắt lắm, còn bên nước ngoài á thì nó hơi gắt một chút xíu. Rồi mình đã chạy hết đường 30 tháng 4 rồi mọi người. Bạn nào mà có muốn tham quan du lịch ở cái khu miệt vườn Tiền Giang á, mọi người muốn qua cồn mà đi theo tour, hoặc là mọi người mà muốn tham quan cái miệt vườn sinh thái á, giống như vườn trái cây, rồi nói chung là mấy cái khu mà cái khu nào ta, khu Cái Bè á mọi người, khu Cái Bè có mấy cái khu nhà cổ á. Mọi người tới đường 30 tháng 4 để mua vé nha. Cái này là mình không có quảng cáo cho bất kỳ công ty du lịch nào hết. Tại vì nãy giờ mọi người thấy là mình chạy ngoài đường, mình quay nguyên cái đường vậy thôi. Chứ mà bây giờ mà mình quay trực tiếp một cái công ty du lịch nào, rồi mình quay chi tiết là giá vé như thế nào, thì các bạn lại bảo vô là bảo quảng cáo này nọ, tụi nó trả cho mày như tiền mình về quảng cáo này kia. Thật ra mình không có quay cụ thể công ty nào hết, và mình không có quay cụ thể là cái địa điểm du lịch nào hết, và mình cũng không có quay bất kỳ một cái công ty du lịch nào hết. Để quay chi tiết một cái nào đó thì người ta lại bảo mình quảng cáo này kia. Nói chung là mình chỉ muốn là giới thiệu cho mọi người biết ở con đường 30 tháng 4 tập trung rất là nhiều cái điểm bán vé về miệt vườn sinh thái rồi du lịch của Tiền Giang nha. Rồi bạn có nào có nhu cầu thì cứ tới con đường này mà mua vé nha. Rồi cảm ơn mọi người đã coi cái video của mình nha. Chào tạm biệt mọi người.